Con xe ben hai cầu nào giảm sâu nhất không anh? Lên giúp em với. Vâng, đây là câu hỏi của anh Mai ở Sơn La gửi tới em Hoàng Xe Tải, yêu cầu lên một chiếc xe giảm sâu nhất mà hai cầu trong đợt này. Đây thì trước mắt anh Mai cũng như con kiểu tài đây là chiếc xe giảm sâu nhất là Cửu Long TNT 852 một cầu. Thì giảm sâu nhất là giảm bao nhiêu? Em này so với tháng 12, giá cuối cùng của tháng 12 là đã được giảm 60 triệu. Giá cũ của em này là 608 triệu các bác tài nhá. 608 triệu là tháng 12 năm 2023. Và giá tháng 1 năm 2024, tháng 2 năm 2024 duy trì đến trước Tết này thì là 558 triệu các bác tài nhá. 558 triệu là giảm 60 triệu so với tháng trước rồi các bác tài. Đấy, thì em này là em 7 Cửu Long 7 tấn TMT hay cầu láp nhá. Xe này anh em hay gọi là Cửu Long Đông Phong các bác tài ạ. Cửu Long Đông Phong, tại vì sao gọi là Cửu Long Đông Phong? Bởi vì con máy này này, con máy này dùng giống với con máy của trên Đông Phong Hoàng Huy nhá. U chai Cửu Long, U chai Cửu Long 140 mã lực. Đấy, con này là con 4 máy ga điện nhá. Các bác tài lưu ý là từ đời 2018 trở đi đều là ga điện hết. Đây là con máy của em đó. Đấy, nói chung xe này thì nó đang là trưng bày và hơi hết ắc quy một tí nên em Hoàng vẫn chưa lên ben để quay chi tiết cái máy cho bác tài được. Đấy thì em Hoàng cứ lên sơ qua về cơ hình nhá. Bác tài nào quan tâm xe này chả có là 150 triệu đến 200 triệu có xe luôn nhá. Tất cả khu vực em Hoàng hỗ trợ tất cả khu vực cả trong Nam ngoài Bắc. Lốp xe này lốp SRC lốp sao vàng 900-20. Lốp 900-20. TMT Cửu Long 7 tấn 2 cầu láp. Đấy, TMT Cửu Long 7 tấn 2 cầu láp. Đây là cái cầu của em nó. Cầu này thì bọng cầu tròn nhá, khá to. Đây là cầu lắp không phải của Hàn đâu. Đây các tài nhìn này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lá dày 13 ly nhá. 9 lá dày 13 ly. Còn xe thì các bác tài yên tâm, em Hoàng sẽ lấy xe từ nhà máy mới tinh từ Hàn Z luôn cho các tài. Em này thì sử dụng cái thùng của em đó là thùng là 5 khối rưỡi. Chiều dài của thùng này, chiều dài của thùng này là 3m76 nhá. Hôm trước có bác hỏi em là về chiều dài thùng với tôn thùng đây. Em Hoàng quay luôn tôn thùng nhá. Đó. 3m76 nhá. 3m76, chiều rộng của thùng này là rộng là 2m12 và chiều cao của thùng này là cao là 68 phân và mép thùng này thì bằng với mép lốp nhá. Đây, mép thùng bằng với mép lốp. Và kích thước em Hoàng vừa nói là kích thước lòng thùng chứ không phải là bao ngoài thùng này đâu. Đó. Tổng là 6 khối rưỡi 5 khối rưỡi nhá. Cái thùng nhiên liệu này thì thùng nhiên liệu 140-150 lít. Cái này là bình dầu nhôm hộp kim mạ sơn tĩnh điện nhá. Nhôm hộp kim mạ sơn tĩnh điện chứ không phải bình dầu inox. Đời 2 mà. Nhíp lá phía sau này, nhíp lá phía sau thì cũng dày giống nhíp lá phía trước là 13 ly. Dày 13 ly. Ở đây có 8 lá phụ, 12 lá chính nhá. Tổng là 20 lá. Cầu láp này, dòng cầu láp có 10 ốc tắc kê. Và đây thì cầu láp thì cái bọng cầu nó sẽ bé hơn cầu dầu một tí. Lốp SRC nhá. Có tài nào bỏ lốp này về chạy không bền thì em Hoàng lấy xe từ nhà máy thì lốp người ta đã thay sẵn cho quý tài rồi. Đây là phía cầu sau, cầu cái này là cầu 10 tấn nhá. Cầu 10 tấn. Và số phụ của xe kia. Phụ này thì nó không giống phụ con 8 tấn cầu dầu đâu. Phụ này thì anh em có tài chạy rất là bền. Con này nói thật chạy rất là bền, trừ cái thùng hơi bé tí. Đấy, đây là nhíp lá này. Để quăng treo của nhíp thì nó kiểu này không có tài à? Đấy chứ không phải cong lên mà kiểu vát vát xuống này. Đối với dòng sassi của TMT thì sassi của em này dùng loại sassi 2 lớp 8 cũng 5, lớp ngoài dày 8 này, 8 ly này. Trong dày 5 ly có tài nhá, 5 ly nhá. Đó. Dày 8 ly và 5 ly. Thùng thì đây là cái tôn thùng của xe. Đấy, tôn thùng của xe, tôn thùng này có rơi vào tầm khoảng tầm gần 2 ly có tài, gần 2 ly nhá. Và lưu ý là tôn ở bên phải, tôn ở cái bên má thùng này nó sẽ mỏng hơn cái tôn ở phần đáy thùng này. Tôn đáy thùng này tôn 3 ly các bác tài, tôn 3 ly. Các bác tài về lót thêm tôn này tổng khoảng 2 ly thôi. Các bác tài về lót thêm một lớp 3 ly nữa là đi rừng là chở rất là ổn luôn nhá. Xe có cả phanh cupo luôn. Đây này, cái phanh cupo các bác tài. Các bác tài có thể gọi là đây là phanh cupo này. Cupo này, phanh khí xả. Đấy, tùy theo thuật ngữ của quý các tài dùng. Có rất nhiều cách gọi cái này, có phanh cupo luôn. Đấy thì với tầm giá 558 triệu thì xe này đang rẻ hơn Hoa Mai rất là nhiều các tài nhá. Đang rẻ hơn Hoa Mai rất là nhiều. Hoa Mai bây giờ cũng phải tầm 59 cơ. Thì tội gì có tài lấy Hoa Mai. Đấy. Có tài không nên phân vân cái dòng TMT này với dòng Hoa Mai này. Chiến thắng nhá, chỉ nên so sánh dòng này với dòng của Taco ấy nhá. Vì bởi vì sát xỉ của TMT bao giờ đứng đầu phân khúc sẽ ben. Cái này em Hoàng không nói điều nhá. Đấy, các tài có thể hỏi những các bác là chạy xe nhiều thì sẽ biết sát xỉ của TMT rất là bền. Rất là cứng so với cái dòng Hoa Mai chiến thắng.
Đấy, nói chung là tiền nào của đấy thôi, tài ạ. Thì cuối cùng bác tài nào muốn xem xe gọi cho em nhá, 0383 368 9 8. Bãi của em ở Hà Nội này, Hưng Yên và Hòa Bình. Đấy, Hưng Yên là ở nhà máy luôn có tài nhá, còn Hòa Bình ở ngã ba Sỏi Hòa Bình. Hà Nội thì có hai địa chỉ, một địa chỉ ở chỗ em Hoàng nó đứng đây là ở chỗ Hà Đông, gần ở Hà Đông Hà Nội thì xuống ngay bến xe là tới rồi. Thì em Hoàng xin kính chào quý tài nhá. Hôm nay thì cũng là ngày 24 Tết rồi, thì em Hoàng xin chào quý tài, chúc quý tài là chuẩn bị dọn nhà vui vẻ nhá. Xin chào.